Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đấy mọi người nha. Chào anh em, nghe mình tại chính mình Tiểu Tử Đường Phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước đó video cho anh em xem video về đầu video anh em xem like và một subscriber của channel phát triển nhất của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video không tốn tiền hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với một chuỗi sự kiện vô cùng đặc biệt trên kênh Tiểu Tử Đường Phố anh em. Hiện tại thì biết sự kiện web lên chưa, nhưng mà thời điểm hiện tại tôi quay video thì vẫn chưa thấy sự kiện web các bạn, nên là bạn ngồi nó rép hóng thôi. Thì vẫn theo ý kiến các bạn bảo là tốt nhất là đừng chơi vội anh, đợi ra sự kiện web ra rồi chơi rồi làm luôn một thẻ thì ok, tôi không sẽ đợi. Thì cá nhân tôi cũng chẳng có tiền anh em, nên là thôi đợi cái gì nó lời tí thì ngon anh em. Ở đâu thì Chopper chắc chắn là tôi sẽ cố gắng lấy anh em, còn nó lên được em ấy thì chưa biết được, bởi vì nhìn khả năng là nếu mà lên được L5 cho Chopper nghe hơi căng, nó cực kỳ khoai luôn. Nên là cái việc để đẩy Chopper cho top 5 quên. L5 cho Chopper là một cái việc vô cùng khó khăn ở thời hiện tại. Chúng ta cân nhắc tính toán thêm. Đó, quay lại clip tối nay thì anh em đọc tiêu đề cũng biết rồi. 6 phần quà gift code anh em, đặc biệt là tặng free code Chopper cho anh em luôn. Ok, nói làm nha, tặng free tướng Chopper cho anh em luôn, không phải là đùa đâu các bạn. Ok, nhưng trò chơi thì chắn là phải có thể lệ, và nếu như chúng ta không hoàn thành lệ thì chắc chắn là không có quà. Đó. Ok, quay trở lại video tối nay thì đang trong chuỗi sự kiện giới hạn tướng mới anh em Chopper Giáng sinh vô cùng hấp dẫn đến từ nhà phát hành GOSU. Hôm nay bên kênh Tiểu Tử Đường Phố tôi cũng sẽ lên một sự kiện đặc biệt cho anh em cuối tuần luôn. Sự kiện này diễn ra từ bây giờ, từ khi video này bắt đầu anh em, cho đến tối chủ nhật. Tôi sẽ chốt là tối chủ nhật anh em nhé. Tối chủ nhật, đầu chiều chủ nhật tầm 3 giờ không, tầm trưa chủ nhật anh em, tôi sẽ chốt video sớm cho anh em. Trưa chủ nhật tôi sẽ chốt, và tối sẽ có video công chiếu sớm cho anh em luôn. Đó, thì anh em hứng thú thì theo dõi video để biết cách tham gia. Phần quà mà tặng cho bạn đó là gói kích hoạt, gói điểm danh anh em nhé. Tôi định tặng gói trung phẩm nhân phẩm nhưng mà không đủ tiền anh em, có điểm danh thôi. Được rồi các bạn, ở đây được một Chopper. Nhưng mà tính ra nếu mà chơi được, tính ra tặng gói này, tôi định tặng gói này nhưng mà không đủ tiền anh em. Chiến trường các bạn, đây. Full sự kiện mới được 9 sao, ui giống bằng anh. Đây, gói này thì được 3 cháu Chopper lại, nhưng mà gói này hơi chát anh em, 350k. Nếu như các bạn mua bằng GOSU thì chỉ 350k thôi đúng không? Tầm đấy anh em 3.600 mà tôi bán là 100k là 1.100, 300k là 1.300 rồi, là với làm thêm được khoảng 20.000 là 350 anh em, 350 cho đến 350, gọi 350 hơi chát anh em, không đủ tiền. Hay là tặng các bạn gói này thôi. Đó, vì sự kiện này tiến ra như vậy anh em. Người trúng giải nhất anh em nhá, giải nhất, nhưng mà nó cũng thể lệ từ từ nói anh em sau. Đó. Giải nhất của chúng ta là sẽ là gói kích hoạt, gói đây anh em, đó, đăng nhập nhận Chopper. Đây các bạn sẽ đăng nhập 7 ngày và nhận được một Chopper, đó là kích hoạt gói này. Ở đâu 5 phần quà lại là thẻ cào GOSU anh em. Đó. Và cách thức tham gia thì các bạn sẽ tham gia vẫn như thường lệ anh em, like và share video trên Facebook dạng công khai, đăng ký kênh mình thông báo kênh Từ Đường Phố lên tôi, và phần thứ 3 các bạn xuống phần comment bất kỳ để tên Facebook các bạn đã tham gia. Hôm sau thì chủ nhật là tôi sẽ random tìm ra người trúng giải, nhưng mà quà thì sẽ theo thể lệ anh em. Mốc 5 phần quà thì chúng ta sẽ chia ra anh em. Đầu tiên là mốc 100 like là 2 phần quà anh em, 150 like là 3 phần quà, là chỉ là quà ấy anh em. Còn đâu mốc quà mà nhận free Chopper là nó sẽ ở mốc 200 like. Đó anh em tham gia sự kiện thì vui là vote like chúng tôi. Đây là sự kiện lớn mà diễn ra 2 ngày, nên là anh em có gì kêu gọi like nha nếu muốn tham gia và nhận quà. Đó, tặng free tướng Chopper cho anh em luôn. Rồi, đầu quay trở lại video tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy sự kiện anh em, và úp Chopper lên test tướng Chopper anh em nhá, để xem sức mạnh của tướng Chopper ra trận có gì đặc biệt. Đầu tiên thì sẽ lượm ngay là 100 cốc bia vàng, 50 thùng bia anh em, và tiếp theo là 200 xu vòng quay các bạn, tiêu kim cương luôn. Ok, sự kiện này thấy xứng đáng, bạn cứ tiêu thôi, tính sau. Rồi, trước mắt quay xu vòng quay anh em, được 2 vòng các bạn, xém được 3. Đó. Nhiều bạn sẽ bảo là like hơi nhiều rồi các thứ. Đó là thể lệ và diễn ra lần này, thể lệ diễn ra dài, thế này anh em hứng thú thì cứ tham gia. Đó. Đó, và tham gia thì nhớ cho đủ like anh em nhé. Ok, các bạn nào chưa biết thì có thể tua lại đoạn này để xem lại thế lại một lần nữa chúng tôi. Đầu giờ thì tôi bắt đầu quậy sự kiện anh em. Chiều bộ đặt cúp vàng anh em, xong tôi quay anh bạn coi. Ok, bạn xong luôn. Anh quanh tôi đấy, tôi đếm rồi chắc được tầm 50 thùng, anh em quên 80 thùng bia các bạn. Không biết nhân phẩm tới đâu nữa các bạn. Ok, chiều bộ nào. Chúng ta có 97 thùng bia. Bây giờ mà ra một Chopper chắc mừng rớt nước mắt luôn anh em. Khó dã man luôn ạ. Chiều nay tôi đập 400 thùng rồi anh em, để xem lại clip để biết ạ. Uầy. Nó khó. Đây là Zoro anh em. Nó khó thật sự luôn các bạn. Trời ơi, Chopper nào, Chopper ơi. Xin một cháu thôi, đến 10 sao thôi ạ. Nó có niềm tin tí để còn nạp tiền anh em. Ok, tới nào. Tiếp tục. Rồi ra shop các bạn. Cũng không ra lo luôn anh em, không vớt được lo qua lô luôn ạ. 40 cốc bia vàng nữa, check sự kiện xem còn chơi nữa không. Thôi chúng ta đi nâng cấp anh em nhé, Chopper. 150 thùng bia nữa anh em. Có vẻ là hơi khó các bạn. Có vẻ là hơi khó anh em. Ôi, đập đây đi anh em. Đó, giờ nhân phẩm mở ra được ít su đồ thì còn ngon anh em. Một cái dương may mắn Chopper ảo nhờ. Cái biết bao giờ tôi mở được cái dương may mắn Chopper mà tôi mở ra được đấy anh em. Mở ra tướng chắc ảo lắm luôn á. Mình mở dương này mở ra tướng Chopper bởi ảo này các bạn này. Ảo ma Canada thật sự luôn như không các bạn. Bây giờ mở này ra đứng gọi ảo các bạn. Ô 100 xu, 2 vòng, 2 vòng sự kiện nữa các bạn, cũng thêm được khá khá. Cứ quậy đi các bạn, nâng Chopper lên một thẻ. Chopper tôi chỉ lên 9 sao thôi anh em, chưa lên được 10 sao ạ. Khó thật sự đấy. Rồi, thêm 5 thùng nữa các bạn. 20 thùng. Ok, vậy là chúng ta có bao nhiêu? 40 thùng bia rồi. 42 thùng bia các bạn. Thiếu 10 thùng nữa là thêm được Chopper cuối cùng rồi. Khó nhờ. Đấy, không biết là anh em quậy sao đây anh em. Trời ơi, tôi toang lắm luôn các bạn. Đấy, chuẩn bị full 600 thùng bia rồi đấy. Nốt cho này nữa là full 600 thùng bia đây anh em. Nó nhảy Chopper ra lúc này thì các bạn mừng không anh em? Không có luôn các bạn. Ôi, quay trở về nâng cấp tướng anh em. Úp 9 sao thì úp 9 sao. Không sao hết các bạn, 9 sao thì 9 sao anh em. Có nhiều chưa đấy. Tối nay chúng ta sẽ test Usopp ở dạng 9 sao trước vậy anh em. Ngày mai nếu mà không ra sự kiện đấy thì mai bung sau anh em. Mai bung hết chiến trường đồ nữa là thoải mái mà. Mai bung sự kiện chiến trường rồi linh tinh các kiểu nữa là tha hồ anh em, không phải suy nghĩ gì thêm. Ừ, lớn rồi anh em, úp đi. Không muốn mất Kiaru nhưng thôi anh em, nữa úp luôn. Ok. Mang đồ thường thôi anh em, được rồi, 2 Âu được rồi. Túi còn quả cương đinh nào không? Em là người hết rồi. Công miên trống rồi, tôi thấy chỗ này không hợp, mang tặng vào này anh em. Đây nào. Không đủ nguyên liệu anh em. Máu chứ đi, cháu này cho chơi máu cho anh em. Một 1,7 triệu anh em, rồi. Cũng nâng qua đi các bạn. Nâng qua lên tí anh em. Ok, nâng qua nha. Ok các bạn, chủ tịch chúng ta đây. Đó, như này thì chắc là khả năng để bùng nổ ulti trong thời gian ngay vào trận đấu chắc là hơi căng các bạn nha. Chắc được 1,8 triệu không? Chưa 1,8 triệu anh em. 9 sao mà vào để cho chủ tịch ulti ngay đầu nghe nó hơi căng. Từ từ kiếm cho chủ tịch cái quả cương linh đấy anh em, nói vậy chứ phải mắn mang cương linh chủ tịch. Rồi ok các bạn, test nào. Bây giờ test phải gặp mấy thanh đánh ké cơ. Chứ không thì nó lại không chuẩn cho lắm các bạn. Ok, kiếm được một bác đánh ké hơi căng. À đây rồi. Ừ đây rồi anh em. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có sự tốc lực của chị đẹp Robin này. Thêm Lami và bút máu anh em. Rairo bung hỗ trợ. Raichu chặn thêm một nhịp nữa anh em. Và đứng đầu thì chế tạo Ben này. No đi anh em, no đi. Đúng rồi, rồi. Cái thế này anh em 9 sao mà nộn anh em 9 sao thế này. Đây. Mong rằng Chopper sẽ ulti sớm anh em để chúng ta có thể trải nghiệm cái khóa kim của Chopper. Ồ, Chopper book kìa anh em kìa. Book chỉ số cho đồng đội anh em cũng được đấy chứ. Ok, nhưng mà này để Zoro nó lên, Zoro lên chém này thì cũng căng quá. Bỏ đi anh em, bỏ luôn, bỏ luôn. Tấn công, bớt lộ lại đi là được rồi anh em. Tất nhiên là không thắng được rồi anh em, và Zoro, tem Zoro này thì khả năng thắng rất là thấp, nhưng mình chỉ bớt lộ là được rồi anh em. Chủ tịch sợ không kịp lộ nói anh em. Ừ. Ở đây vẫn kịp lộ các bạn. Rồi, họ chém các bạn. Họ chém, ok kìa. Ừ, đánh lượt rồi. Ok, vẫn chém được anh em. Ok kìa. Ô, chủ tịch ulti rồi mà. À. Ui, cái này còn khét nữa các bạn này. Có 55% tạo hiệu quả băng giá. Ui, con tướng này. Cái đấy bây giờ lại bảo nó, tôi nói không yếu thì các bạn có tin không? Hay là nó lên Pool Gamer, qua Pool Gamer là bao nhiêu? Check lại coi anh em. Đi qua fanpage, từ từ để tôi check lại coi anh em. Ok, các bạn Pool Gamer chỉ có 85% tỷ lệ gây hiệu quả băng giá thôi anh em. Giờ mới để ý các bạn. Khi có khi nhiều anh em giờ chúng tôi mới để ý cái này các bạn. Tính ra tướng Chopper cũng không ăn thua lắm anh em. Được cái thêm cái hiệu quả chặn sát thương anh em, ban phước chặn hấp thương thôi. Mấy cả anh em nói chung thì cũng bình thường. Ok, sau bài video phân tích tối nay thì anh em thấy sao? Vừa test cái thôi anh em, tôi cũng thấy luôn rồi. Kiểu uống băng giá không phải tỷ lệ 100% thì là hơi căng rồi anh em. Vậy là tướng sau bây giờ mới 100% chứ tướng này chưa phải là đỉnh lắm. Cái hiệu quả quan trọng nhất thì cũng rất có khả năng kém gây lên anh em. Đáng để nói mà đây là tướng đáng anh em săn rồi các bạn. Tôi thấy cháu này kiểu cũng không đáng lắm đâu. Anh em cần phải tính lại nhá. Rồi, nhưng thôi clip này kết thúc đây. Anh em tham gia vẫn đừng quên làm theo hướng dẫn ở đầu clip tôi đã nói rồi. Đầu video kết thúc đây nha. Bye bye người, hẹn gặp anh em clip theo. Và các bạn thấy sao về tướng Chopper Giáng sinh này? Hãy tôi đi kiến các bạn ở phần comment.